Ok, hello tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với một video liên quan đến chiếc SKO. Tôi là Béo và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với một cái video thực nghiệm. Lần trước thì chúng ta đã thực nghiệm với nhân vật Yasuo rồi, với rất nhiều cái tún khá là hay ho. Lần này chúng ta sẽ đến với một nhân vật tiếp theo mà được đông đảo anh em yêu cầu tôi rất nhiều. Đó chính là nhân vật Echo. Theo như tôi nhận thấy, sau một quá trình tôi trải nghiệm Echo thì nhân vật Echo này có khá nhiều tún khá là xịn giò. Nên là chúng ta cùng xem là Echo sẽ có cái khả năng gì ở trong cái tựa game đối kháng của Riot nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ có phải xem comment list trước đã anh em. Đây, trước tiên thì như cái video lần trước chúng ta sẽ xem qua cái unique move trước. Giống chiêu của Echo thì có vẻ nhiều hơn so với Yasuo trước này. Chúng ta sẽ có tận 4 unique move ở đây. Đầu tiên đó chính là cái DF line quick long range low command. Một đòn low à, chúng ta cùng thử xem nhá. Đấy, một đòn low của Echo thay vì là cái low jab bình thường này. Cái low bình thường nó sẽ là cái DF low này. Không biết là có nối combo được không nhỉ? Có nối combo được. Cái low dần mỗi cái low và hitbox dài hơn thay vì dùng đúng mỗi cái low jab này. Đó, chúng ta có thể nối combo được từ cái low jab này, từ cái DF line này. Nhưng mà trước tiên là chúng ta phải xem là cái đống đòn này frame của nó sẽ như thế nào đó. Anh em chờ chút, tôi sẽ cho block setting away đi. Đó, về block advantage thì cái chiêu này chiêu này cộng đây là một đòn cộng của Echo. Alright, đây sẽ là một đòn cộng của Echo, anh em yên tâm mà sử dụng. Ok, chúng ta đến với những đòn tiếp theo. Với những đòn tiếp theo của chúng ta, nó sẽ là cái DM medium. Đây là một đòn overhead của Echo. Nhưng mà đáng tiếc là chiêu này không cancel được. Một điều khá đáng tiếc. Chúng ta cùng xem là cái DF medium. Nhưng mà từ, có chắc là không cancel được không? À không cancel được thật, xin lỗi Riot. Wait, hình như tôi vừa cancel được mà. No, fuck it, không thể cancel được. Đây là cái overhead của Echo, chúng ta không thể cancel được. Đó, không thể cancel được anh em nhé. Một cái mix up này cho anh em. Nhưng trước tiên chúng ta sẽ phải xem cái block advantage của Echo xem nào. Cái chiêu này của Echo thì nó lại đòn này trừ 3, đòn này vẫn xếp. Đòn này trừ 3 là vẫn xếp anh em, bao giờ là trừ 5, trừ 6 mới lo cơ. Còn trừ 3 là thoải mái. Nhưng mà thề chứ cái game này nó để cái màu, nó set cái màu chữ trông đông khó nhìn quá. Hiện tại là như thế. Đó, overhead này của Echo sẽ là trừ 3 nha anh em. Chúng ta sẽ có đến với đòn thứ 3, đó là cái đòn step up. Chúng ta bấm heavy attack khi mà chúng ta đang chạy. Multi hitting command normal that lift Echo airborne. Thử qua nha. Giờ thì tôi vẫn sẽ phải bỏ cái block của đối phương đi á. À không phải, cái này là medium rồi. Không biết nó cancel được không nhỉ? Có vẻ là không cancel được. Không cancel được các bạn, không cancel được. Chiều này của Echo không cancel được. Nó đơn giản là tầm 3 hit đòn đánh thôi. Đưa Echo lên trên trời thôi. Nhưng mà từ từ. Chúng ta thử chạy nhá. Chúng ta bấm cái này. Chúng ta thử chạy này. Sau chúng ta special. Chúng ta dùng special trên trời thì có thể được. Đó, chúng ta dùng special bay bất ngờ kiểu như này thì có thể là được. Chứ để mà nối combo thì xin lỗi, không thể. Đấy là điều không thể. Gọi là một cái tool để gây bất ngờ cho đối phương là chính thôi. Chúng ta sẽ có đòn cuối cùng, đó là đòn hop mid air. Chúng ta có thể dùng line mat này, hoặc là chúng ta có thể line mat rất đơn giản thôi, hoặc là sử dụng cái tiến tiến tất cả chiến trên trời đó. Line mat đây, hoặc như này đó. Nhưng mà thực ra tôi phát hiện ra là có một nút đơn giản hơn, đấy là nút run. Thay vì anh em bấm line mat, thay vì anh em bấm tiến tiến lùi lùi, hay vì anh em bấm tiến tiến trên trời không, anh em có thể bấm nút run trên trời. Đó, thì Echo sẽ lướt đến luôn cho anh em. Cũng khá giống một chiêu floating đấy.
chúng ta có thể bất ngờ như thế này này, đó, bất ngờ lao đến và đó, hít tóc sớm như thế này thôi, khá là cơ động, nó giúp tăng khả năng cơ động của Echo lên rất là nhiều, đó. Chúng ta đến với những đòn super nhá. Super của Echo đầu tiên đó chính là cái Special One. Special One của Echo đó chính là cái dây cót thời gian. Anh em đều biết cái chiêu Q của Echo đúng không? Ném cái dây cót thời gian ra thôi, sau đó sẽ quay trở lại, có cả khả năng làm chậm của đối phương nữa. Đó. Cái điểm rất hay của cái chiêu dây cót thời gian này đó chính là khi mà cái dây cót thời gian của Echo chưa mở ra, đòn này sẽ là một đòn knockdown bình thường thôi. Đòn knockdown bình thường của Echo. Nhưng khi mà cái dây cót thời gian này nó mở ra, khi mà cái dây cót thời gian này nó mở ra, anh em chờ xíu, tôi phải làm lại cái này khá khó rồi, phải để cái dây cót mở ra đó. Khi mà cái dây cót thời gian này mở ra thì và chạm được vào đối phương đó, nó mở ra bắt đầu quá trình bay chậm hơn đúng không, và chạm được vào người đối phương, đối phương sẽ bị làm chậm lại đó, sẽ bị làm chậm lại trong một khoảng không, và chúng ta có thể nối tiếp combo được. Đấy là điểm hay của cái chiêu ném dây cót này, chúng ta hoàn toàn có thể chạy lên combo tiếp được đó. Và đương nhiên cái ném dây cót thời gian này có ở trên trời. Cái ném dây cót thời gian này có trên trời anh em nhé. Công dụng y hệt luôn. Công dụng y hệt với ném ở dưới đất luôn. Đấy là điểm hay của cái chiêu quỳ của Echo. Chúng ta đến với chiêu thức tiếp theo, đó chính là xuống Special One. Cũng là ném dây cót thời gian. Ném dây cót thời gian của Echo thôi. Nhưng mà ném ở tầm gần. Nhưng mà Echo cũng có thể đánh bay cái, đánh bật cái dây cót này bằng cách sử dụng đòn heavy. Ta cần sử dụng nhá. Đây chính là cái đòn xuống dây cót này. Đó. Công dụng cũng y hệt cái dây cót bình thường thôi, chẳng qua đây là một chiêu ném tầm gần. Đó. Công dụng y hệt với cái special bình thường. Anh em thấy tôi để gần hơn một xíu mà. Đó, công dụng y hệt luôn. Và đương nhiên là chúng ta hoàn toàn có thể đánh bay cái dây cót này bằng cách sử dụng đòn heavy. Sử dụng đòn heavy này. Nhưng mà rất tiếc ở đây là dù bạn có chờ cho dây cót mở ra đúng không, thì đối phương cũng không bị làm chậm. Vẫn chỉ là một đòn knockdown bình thường thôi. Dù bạn có để đợi cho cái dây cót này mở ra hay không, thì đối phương vẫn chỉ bị knockdown thôi. Khá đáng tiếc. Chúng ta đến với chiêu tiếp theo, đó là cái tiến Special One. Cái tiến Special One này sẽ là một đòn 3 hit lướt đến đánh của Echo. Pass to open before final hit, có thể đi xuyên qua đối phương để cross up ở đòn cuối cùng. Đó, đây này. Ấy. Đây là đòn đầu tiên của Echo. Không, chỉ cần bấm Special One thôi là Echo sẽ dùng 3 đòn luôn. Chỉ cần bấm Special One thôi, Echo sẽ tung ra 3 đòn luôn cho anh em. Nhưng mà đương nhiên rồi, chúng ta sẽ phải xem cái đống Block and Patrick đấy. Cái chiêu này của Echo thì chiêu Q của Echo đương nhiên rồi, trừ 9 non block. Ném trên trời, trừ 3, ném trên trời trừ 3, well. Khi ném mà đã mở ra thì đương nhiên là nó vẫn xếp rồi. Nói chung là khoảng cách càng xa thì càng không bị punish. Ông nào ném tầm gần bị thôi, tầm gần là trừ 9 này. Còn ném cái này, ném mà on block thì sao? Oh, cái đòn down special one này của Echo là cộng mấy? Cộng 8. Wow. Cộng 8 và cộng 9 đấy tôi không nhìn rõ. Nhưng mà nói chung đây là một đòn cộng, đây là cộng 8 anh em ạ, cộng 8. Ném tầm gần này, nó sẽ là cộng 8. Đòn này đương nhiên là vẫn là cộng rồi, đứng ở xa, càng ở xa thì càng cộng, không vấn đề gì cả. Còn nếu đánh gần thì sao? Tôi cứ thử đánh gần nhé, đánh ở gần đi. Tôi cứ thử đánh ở gần, tội gì không sử dụng. Nhưng đương nhiên nó vẫn là cộng rồi anh em, không có gì bàn cãi cả. Nhiều đòn cộng phết đấy chứ. Ngoại trừ ném ở gần thôi thì còn lại khá nhiều cộng. Chúng ta cùng đến với đòn tiếp theo của Echo, đó là Special 2. Special 2 của Echo. Có cái này thì đợi. Cái này lại nhớ đến cái Ultimate với cả cái E của Echo rồi. Special 2 đây. Đó, phân một cái bóng ra. Chúng ta có thể bấm lại một lần nữa. Chúng ta hoàn toàn có thể để Echo hết hiệu lực. Đó. Hoặc là chúng ta có thể bấm lại Special 2 một lần nữa. Đó. Tất nhiên đòn này, đòn đầu tiên, cái đòn chém đầu tiên của Echo, nó sẽ là một đòn trừ 5 vừa đủ safe. Nhưng mà nếu anh em chém lần nữa, đòn này sẽ là đòn trừ 13 unsafe, đương nhiên rồi. Còn đây là trạng thái on hit khi mà chúng ta sử dụng cái Special 2 này của Echo.
Đó, nó sẽ là như thế. Trong lúc này, sao nào, để tôi đến trong khoảng mấy giây. 1, 2, 3, 4, khoảng 4 giây. Khoảng 4 giây, trong lúc 4 giây đấy anh em có thể làm gì đấy xong rồi giật lại cũng được. Đó. Có thể nhanh chóng như thế này. Đó. Đấy, giật lại này, đó. Đây cũng là một giải pháp. Đấy cũng là một giải pháp khi sử dụng cái special 2 của Echo. Giật lại cái, gây bất ngờ đối phương. Đấy là một cái giải pháp. Chúng ta có thể sử dụng thêm nối tiếp với cái special 2 này. Chúng ta có thể giữ nhé. Chúng ta có thể giữ special 2 này. Đó. Khi chúng ta giữ special 2, Echo sẽ cross up đối phương luôn. Bật dạ. Khi chúng ta giữ này, chúng ta giật lại phát nữa này. Đó. Nhưng mà khi giật lại pha này thì đối phương thì Echo sẽ không tung ra đòn tấn công nữa. Đơn giản chỉ là lướt lại về vị trí cũ thôi. Nhưng mà recovery rất nhanh nên là chúng ta có thể dùng đòn đánh thường thay thế. Đó. Một cái chiêu thức rất thương rất xịn của Echo luôn. À nhưng chúng ta có thể làm cả trên trời cơ. Đây, nó là cái này. Nó là một đòn knockdown luôn. Khi mà chúng ta bấm lần đầu, khi mà chúng ta bấm nhá, khi mà bấm và giữ khác nhau anh em nhá, công dụng y hệt dưới đất thôi. Bấm, chúng ta bấm lại lần nữa, đây sẽ là một đòn hard knockdown. Khi chúng ta bấm thì ra giữ cái nút special 2, Echo sẽ đánh nhiều hit hơn. Chúng ta bấm lần nữa, Echo trở lại vị trí ban đầu. Và nhưng mà không tung ra một đòn đánh nào nữa cả. Tất nhiên là thay vào đó chúng ta có thể bấm đòn đánh thường như mọi khi rồi. Công dụng cũng y hệt như là khi chúng ta ở dưới đất. Tiếp đến là chúng ta sẽ có cái Special 2. Special 2 của Echo. We will have to remain for traveling strike. Cái này lúc nãy tôi vừa nói cho anh em rồi. Đó chính là cái strike này của Echo. Đó. Cái chính là cái strike này của Echo thôi. Chúng ta đi tiếp với cái xuống Special 2. Rewind after remain. Save launching kick. Oh. Save launching kick. Chúng ta có thể sử dụng cái này xuống special 2 cái. Là một con launcher luôn. Ví dụ như này, để xem tôi có nối combo đâu nhá. Ấy, có vẻ là không rồi. Có phải là không. Nhưng mà đòn này theo như những mô tả có trong comment list thì đòn này là một đòn safe. Thôi để tôi thử kiểm chứng nhá. Oh, xếp thật. Đó là -1. Xin lỗi Riot. Đó là xếp thật. Đó là -1 thôi. Thử luôn với mấy cái đòn trên trời nhé. What? Trên trời cộng 3. Cái special 2 là trên trời là cộng 3. Giật lại thì đương nhiên là trừ rồi. Còn nếu mà chúng ta sử dụng đòn đơn này -4, đập phát nữa -25. Thôi. Bài học ở đây là gì? Hãy giữ cái special 2 nếu bạn cảm thấy không chắc chắn về đòn đánh của mình để lấy save. Đó. Tiếp theo chúng ta đến với cái gọi là cái Chrono Switch. Special 2 with volatile after remage. Cái này chúng ta phải xem lại cái giữ này. Volatile là cái giữ. Khi mà chúng ta giữ này, chúng ta quit after remage này, chúng ta phải giữ cái special 2 nhá. Chúng ta giữ special 2 phát nữa thì chúng ta quay lại thôi. Cái này lúc nãy chúng ta vừa nói rồi. Đó, ra giữ này. Chúng ta bấm lại phát nữa. Đó. Đó chính là cái Chrono Switch. Đây là công dụng của Chrono Switch. Còn trong trường hợp xuống Special 2 tiếp thì sao? Chúng ta sẽ có một đòn đánh luôn. Đây, tôi thử cho anh em luôn. Hất vào tường, lên combo tiếp. Được. Giữ này. Xuống Special 2. Đòn này là -4. Đòn này save anh em nhé. Đòn này -4. Xuống Special 2. Tôi giữ lại này. Special 2. Special 2. Số special 2. Bùm. Đẩy vào tường combo tiếp. Đẩy vào tường và combo tiếp. Tại sao không nhỉ? Đó. Đấy là những cái đòn liên quan đến Echo. Special liên quan đến Echo. Chúng ta còn thêm một cái nữa là cái face die. DF special 2. Có thể giữ được. Lăn lộn qua lệ. Roll phát qua người đối thủ luôn. Cũng tạo after image. Cũng có thể giữ được. Đây, chiêu nước thức còn như thế này. Chúng ta cũng có thể giữ luôn special. Đó.
cái quá trình đấy, cái quá trình giữ diễn ra lâu hơn. Chúng ta có thể giật lại, đó, chúng ta vẫn cũng có thể giật lại luôn. Đó, chúng ta hoàn toàn có thể giật lại cái special 2 này, quay lại này, đó. Nhưng bình thường tôi không khuyến khích anh em là giữ nhiều lắm. Chúng ta bấm luôn, sau đó chúng ta có thể bấm luôn như này, đánh xong quay trở lại thôi. Giật lại thôi. Thực ra thì thông thường ra đúng ra chúng ta có thể giữ được, nhưng mà cái việc chúng ta phải nên chắc chắn là chúng ta có thể knock down đối phương đã. Chúng ta có thể knock down đối phương, sau đấy hãm giữ. Sau đấy hãm giữ thì đúng hơn. Đây cũng là một cái bài khá hay, tôi nghĩ anh em có thể thử. Sau giờ chúng ta knock down đối phương nhá. Chúng ta có thể chờ cho đối phương, sau đó chúng ta có thể roll qua, căn cái khoảng cách, căn cái timing mà đối phương tung ra đòn đánh để đáp trả wake up button. Chúng ta có thể lướt qua đối phương như thế này. Ví dụ như thế này chẳng hạn. Đó, ví dụ như thế, ví dụ là như thế. Chúng ta sẽ căn đòn đánh nhá. Nó hơi khó làm ấy, cái này phải timing hơi chuẩn xíu. Đó. Chúng ta có thể né được cái đòn của đối phương nếu đối phương bấm nhiều hit liên tục. Hoàn toàn có cơ hội chúng ta có thể chạy lên và whip punish đối phương rất dễ dàng với cái chiêu face dive này của Echo. Mấy đòn super của Echo như nào nào? Mấy đòn super của Echo thì đây, đây là special one của Echo. Đó. Đây là super level 1 của Echo. Đây là super level 2 của Echo. Cái super level 2 nó tôi cũng chưa hiểu lắm, ta cũng đọc qua một chút nhé. Chúng ta sẽ tạo một cái after image này. Chúng ta sẽ có after image nhé. Và chúng ta có thể rewound thêm nhiều lần này. Chúng ta có thể rewound nhiều lần. Ví dụ nhá. Tạch 1, 2, 3, 4. Rewound được khoảng 4 lần anh em nhá. Cái này kết hợp với image này, rewound được khoảng 4 lần. Đó. Hoặc là khi hết thời gian hiệu lực của cái chiêu này, chúng ta hoàn toàn có thể như này. Cái này thì giống cái ultimate của Echo thôi. Gần giống cái ultimate của Echo thôi. Chúng ta gây bất ngờ thôi. Cái chiêu này thì nó cần ứng dụng của nó trong trận đấu thì có, nhưng mà nó sẽ khá là khó dùng cho anh em. Khá là khó dùng cái special 2 này. Chúng ta có thể có sát như này, giật lại như thế này cũng được. Có nhiều kiểu để setup. Hoặc là như thế này này, hoặc là special 2 nhá. Chúng ta roll qua cái. Chúng ta giật lại, đó. Nhiều cách để mix up với cái chiêu này, nhưng mà đổi lại là cái chiêu này nó khá khó để ứng dụng cho anh em. Rất là khó để ứng dụng cho anh em luôn. Chúng ta phải học nhiều khi mà sử dụng cái Super 2 này. Cuối cùng chúng ta sẽ có đó là cái Ultimate. Ultimate của Echo. Ultimate của Echo. Nhưng mà phần 2 của cái Ultimate chúng ta sẽ nói sau. Trước tiên là anh em hãy xem cái Ultimate này đã. Đó, Ultimate của Echo này, 394 dam. Nhưng có một điểm hay như thế này. Chúng ta đọc lại cái phần mô tả. Đó. Nếu trong trường hợp mà cái chiêu Ultimate này của Echo nó là một trạng dạng parry. Nếu như mà chúng ta có thể parry cả đòn đối phương. Đấy. Echo sẽ rewind lại cái thời gian, né được cái đòn của đối phương, sau đó đứng dậy punish. Đó, như video anh em thấy. Bây giờ tôi sẽ knock down Illaoi nhé. Hơi sớm rồi. À đây rồi, ơi vừa đủ đẹp. Ví dụ tôi sẽ knock down Illaoi nhé. Keng. Đó. Boom. Và xem lượng sát thương bao nhiêu nào. Khi anh em parry thành công cái đòn đánh của đối phương bằng ultimate của Echo, sát thương sẽ được gia tăng từ 394 lên 406. Đó, đây chính là cái điểm mạnh cái ultimate của Echo. Ông nào chơi Johnny K thích lắm này. Chúng ta cùng đến với nốt hai đòn cuối cùng và đòn assist. Đòn assist của Echo đây. Chúng ta có tiến thác với cả lùi thác đây. Dashing stride, hold the run forward với cả lùi. Ném projectile luôn. Còn ném projectile. Bây giờ tôi sẽ sang Yasuo nhá. Đó, một đòn lướt đến đánh rồi. Làm lại đây anh em này.
Ví dụ bây giờ tôi sẽ chuyển lấy sang Yasuo nhá. Đó, một đòn đánh. Một đòn đánh như này thôi, chúng ta có thể nối đòn đánh được, đơn giản như thế. Còn với lùi tag thì chúng ta sẽ có ném projectile. Chúng ta sẽ có ném projectile thôi. Đó. Nếu chúng ta giữ cái lùi tag thì Echo sẽ ném tầm gần. Đó. Đấy là một điểm hay của tag của Echo. Nếu mà chúng ta bấm luôn, bấm thẳng luôn là ném tầm xa. Còn nếu mà giữ lùi tác sẽ là ném tầm gần cho anh em. Đấy là những đòn Azir của Echo. Còn về combo tôi có tìm ra được với Echo thì để tôi thử nhá. Nó hơi khó để thực hiện. Sao vẫn dính bug âm thanh của Yasuo ấy nhỉ? Mau fuck. Đây là một combo. Tôi mới tìm ra một combo gọi là combo bánh mì thôi. Combo đơn giản nhẹ nhàng của Echo thôi. 566. Thực ra tôi có thể lên được thêm khoảng một chút đam nữa. Nếu mà tôi có thể nối thêm được với cái level 1 của Echo. Cái ném sẽ có thời gian. Sau đó nối thêm một ít đòn nữa rồi hit confirm sang ultimate là lên được hơn 600. Nhưng mà đấy là cái combo mà tôi nghĩ là đơn giản nhất với Echo. Tổng kết qua thì Echo là một nhân vật như nào? Echo là một nhân vật chúng ta phải sử dụng khá thần thục cái chiêu dây cót thời gian này. Cái chiêu đi dây cót thời gian là một phần, còn cái chiêu phân bóng này, cái chiêu rewind time này là chúng ta phải sử dụng rất nhiều, bởi vì đây chính là cái chiêu thức làm cái thương hiệu của Echo, thì cái khiến Echo có thể cross up cũng như mix up đối phương rất nhiều. Đổi lại, Echo là một nhân vật rất khó chơi cho anh em, từ cái việc chúng ta phải căn cái góc ném của cái dây cót thời gian này như thế nào cho nó hiệu quả. Bởi vì chúng ta phải xem là chúng ta muốn knock down đối phương hay là chúng ta muốn làm chậm đối phương để có thể tiếp tục nối combo được. Đó. Cho đến cái special 2 nữa, chúng ta phải căn như nào cho phù hợp. Chúng ta phải căn như nào cho phù hợp nữa để có thể mix up vào đối phương. Cái này đòi hỏi anh em phải sử dụng cái special 2 nhuần nhuyễn, cũng như là cái sử dụng kết hợp thêm cả cái xuống cả cái super 2 của Echo nữa. Cái super 2 này của Echo cũng là một chiêu thức khá là khó dùng đấy, như tôi đã chia sẻ vừa nãy với anh em. Nó rất khó dùng luôn. Và đương nhiên rồi, trong lúc mà chúng ta sử dụng super 2, chúng ta không dùng được special 2 anh em nhé. Nếu chúng ta sử dụng special 2, chúng ta chỉ có phân bóng đi về thôi, chỉ có rewind đi về thôi. Đó. Như vậy bốn dĩ là cái super level 2 nó đã cho chúng ta khả năng rewind liên tục rồi. Nên là dùng thêm Super 2 nữa thì có vẻ như là Echo sẽ hơi bá quá. Đó, và vừa rồi đấy là video liên quan đến Echo. Chúng ta còn mấy nhân vật nhỉ? Yasuo đã có rồi, Echo bây giờ cũng sẽ có. Có lẽ video sắp tới chúng ta sẽ làm với Darius nhỉ? Darius cũng là một nhân vật tôi đã lắp rồi. Tôi đã lắp nhân vật đấy rồi và tôi cảm thấy là nhân vật này có khá nhiều điểm hay ho. Nên là anh em muốn tôi trải nghiệm Darius thì hãy để lại dưới phần comment của video. Một lần nữa thì cảm ơn anh em đã giúp đỡ tôi có được cái trải nghiệm cho SKO rất sớm này. Cũng như cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Đừng quên để lại một like như một subscribe cho video. Follow Hoàng Béo và hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. See ya.